Hôm nay nhiều khu vực trên cả nước có mưa rông, trong đó phía Nam cảnh báo có mưa to kèm theo các hiện tượng nguy hiểm. Dự báo ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều đến tối nay sẽ có mưa với lượng phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm, đề phòng mưa to gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Trong mưa rông còn có khả năng cao đi kèm với lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khoảng 7.000 hecta lúa đến kỳ thu hoạch của tỉnh Quảng Bình đã bị đổ ngã sau trận mưa dông, lốc xoáy cách đây 2 ngày. Hiện tại, người dân địa phương đang tranh thủ ra đồng cứu lúa. Ngành nông nghiệp cũng huy động lực lượng giúp người dân bơm thoát nước, dựng cây, bó lúa thành từng cụm. Riêng với những diện tích lúa đang chín đổ thì đã bị nghẽ ngã, thì bà con đã thu hoạch sớm để hạn chế thiệt hại. Vụ mùa đông xuân năm nay, toàn tỉnh Quảng Bình gieo cấy hơn 29.300 hecta lúa. Lâm Đồng có tới 66 công trình thủy lợi hư hỏng xuống cấp khi mà mùa mưa lũ đang đến gần, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của tỉnh này. Hầu hết các hồ đập ở Lâm Đồng đều được xây dựng đầu tư từ rất lâu, do hạn chế về kỹ thuật và vốn nên còn thiếu sự đồng bộ, chất lượng công trình cũng thấp. Lâm Đồng hiện có 440 công trình thủy lợi, nhưng chỉ gần 1/4 trong số đó đã được đăng ký an toàn đập. Vâng, và trong những ngày tới thì Lâm Đồng được cảnh báo là nằm trong vùng mưa nhiều ạ. Nguy cơ về ngập úng này, lũ quét hay là sạt lở đất cục bộ có thể xảy ra, ảnh hưởng đến an toàn công trình, tính mạng cũng như là tài sản của người dân. Dạ vâng, và người dân ở đây thì cũng cần hết sức lưu ý với thông tin này. Còn tại Khánh Hòa thì người dân không còn phải ra sông, ra suối để vét nước như trước. Giữa mùa khô hạn nhưng mà ngay tại nhà thì vẫn có nước sinh hoạt. Với người dân ở miền núi thì đây thực sự là thay đổi đáng kể. Vâng, và để có đủ nước sinh hoạt thì ngoài việc đầu tư công trình cấp nước thì điều mấu chốt vẫn là cách thức phù hợp để vận hành, duy tu công trình. Đây là việc không đơn giản, nhiều địa phương gặp lúng túng, nhưng mà nếu làm được thì chính là giải pháp lâu dài thích ứng khô hạn. Câu chuyện từ một xã miền núi còn nhiều khó khăn ở tỉnh Khánh Hòa. 4 giờ chiều, cơm đã nấu xong. Không phải như trước đây, bữa cơm nào cũng nấu muộn, bởi khi đó nhà nào trong làng cũng phải ra sông để lấy nước. Còn bây giờ, ở ngay tại nhà, chỉ cần mở vòi là có nước để dùng. Hồi xưa đi nước suối, lúc mang cái gùi đi, đi từ đây qua sông Giang, xa lắm. Để bây giờ thì cũng có nước uống rồi. Để an tâm hơn, nhiều gia đình trữ sẵn nước, phòng khi khô hạn kéo dài, nước bị thiếu hụt. Việc trữ nước cũng khá thuận lợi, bởi đường ống dẫn nước về đến tận nhà. Nó hết nước đồ với lại bụi bám dơ lăng quăng đồ nó bay vô á, xong mình đậy kỹ chứ mình uống á. 3 năm trước, công trình cấp nước sinh hoạt này được đầu tư xây dựng với kinh phí 6,8 tỷ đồng từ ngân sách. Khánh Trung có 3 thôn với hơn 3.000 dân, thì 2 thôn đã thụ hưởng nước sinh hoạt, không khác gì nước máy ở dưới đồng bằng. Hiện công trình được đầu tư giai đoạn 2 để cả xã đều có nước sinh hoạt. Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức họp dân và bầu ra được là cái ban quản lý nước. Ban quản lý nước này là có trách nhiệm đó là trực tại nhà máy nước của xã để điều hành, cũng như là cấp nước thường xuyên, liên tục. Để có tiền chi trả cho việc duy tu, vận hành công trình cấp nước, các hộ dùng nước sinh hoạt phải trả tiền. Dùng dưới 10 mét khối mỗi tháng thì số tiền phải trả là 3.000 đồng một mét khối. Đồng bào trong vùng sau khi được giải thích, ai cũng đồng thuận. Người dân cũng rất nhiệt tình trong cái chỗ mà thực hiện việc đóng tiền nước hàng tháng cho các bộ quản lý thu nước. Ở miền núi các tỉnh Nam Trung Bộ, mùa nắng hàng nào cũng xảy ra thiếu nước sinh hoạt. Dự báo năm nay nắng nóng gay gắt trong những tháng tới, nên việc chủ động trữ nước, duy tu để các công trình cấp nước vận hành ổn định sẽ là cách để giảm bớt áp lực khô khát. Do biến đổi khí hậu thì tại Italia, người dân cần học cách sống chung với hạn hán và thích nghi với hoàn cảnh. Đây là tuyên bố được Bộ trưởng Nông nghiệp Italia đưa ra mới đây. Theo đó thì nước này cần phải xây dựng thêm các hồ chứa nước để giữ trữ nước, khẩn trương sửa chữa và bảo trì các đường ống bị rò rỉ cũng như các con đập. Đồng thời xem xét việc chuyển đổi giống cây trồng tại các khu vực ngày càng khô hạn, đầu tư các phương pháp tưới mới để tăng hiệu quả sử dụng nước. Năm ngoái, nước này cũng đã phải hứng chịu đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 70 năm, khiến ngành nông nghiệp mất 6 tỷ euro tiền doanh thu. Hiện nay, mực nước của các hồ chứa lớn quan trọng đều đang ở mức rất thấp, thiếu hụt so với quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông, cảnh báo từ Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể, mực nước hồ chứa trung bình thấp hơn từ 0,4 đến 24 mét, tương ứng tổng lượng nước thiếu hụt trong khoảng từ 16 đến 389 triệu mét khối.
Nguy cơ thiếu nước từ nay đến tháng 8 tới có khả năng diễn ra nghiêm trọng. Dòng chảy có thể thiếu hụt từ 20 đến 40% trên các sông ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, 20 đến 50% trên các sông ở khu vực Nam Trung Bộ, 15 đến 25% trên các sông ở khu vực Tây Nguyên so với trung bình của nhiều năm. Vâng, mấy hôm nay thì trời đều có mưa, thậm chí là có mưa to. Nhưng mà có thể nói năm nay chuyển sang pha nóng El Nino nên là tình trạng thiếu nước có thể sẽ trầm trọng hơn. Vì dự báo là lượng mưa thì sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm. Dạ vâng, tình trạng thiếu nước thì cũng ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đối với cuộc sống của người dân. Và hiện thì ghi nhận tại Tây Nguyên thì hàng ngàn hộ dân thì cũng không có nước tưới cho hoa màu. Và vấn đề hạn hán thì cũng là một vấn đề đáng lo ngại tại châu Âu. Như là tại Italia, mực nước 2/3 các con sông tại khu vực này đã xuất hiện là giảm xuống mức dưới trung bình. Vâng, đứng trước tình trạng khô hạn thì cuộc sống của người dân phía Nam châu Âu ít nhiều bị đảo lộn vì thiếu nước sinh hoạt. Và hoạt động của các ngành nghề kinh tế tại đây tất nhiên cũng bị ảnh hưởng rõ rệt. Năm nay, nắng nóng sớm bất thường. Ở thị trấn 3.600 cư dân vùng Catalan, Tây Ban Nha này, thiếu nước đã là vấn đề trong nhiều năm do cạn kiệt nước ngầm. Khô hạn càng khiến tình trạng trầm trọng hơn. Cứ từ 22 giờ hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau, nguồn cung nước sinh hoạt sẽ bị cắt. Chúng tôi trữ nước trong chai, chủ yếu để rửa mặt và đánh răng vào buổi sáng trước khi đi làm, cũng như để xả bồn cầu. Và buổi tối chúng tôi tắm ở nơi làm việc hoặc ở phòng gym. Lần đầu tiên kể từ năm 1949, các giáo dân ở thành phố Chaen, phía nam Tây Ban Nha, đã phải tổ chức lễ rước kiệu tượng Chúa Kitô để cầu mưa. Chúng tôi đang ở vào đợt hạn hán dai dẳng và mục đích của cuộc diễu hành này là cầu xin Chúa giúp đỡ và cứu rỗi chúng tôi. Chúng tôi phụ thuộc rất nhiều vào cây ô liu và việc sản xuất dầu. Do đó, nếu không có nước thì đó là một thảm họa kinh tế. Dù là nhà sản xuất trái cây và rau quả lớn nhất của EU, nhưng 60% đất nông nghiệp của Tây Ban Nha đang khát vì thiếu mưa. Các hồ chứa nước ở Tây Ban Nha hiện chỉ còn một nửa công suất. Còn tại Italia, sông Po, con sông lớn nhất đất nước, vốn là nơi sinh sống của các ngư dân và tàu thuyền, cung ứng nguồn nước tưới tiêu cho các vùng đất nông nghiệp, cung cấp năng lượng cho tua bin gió và là nguồn nước sinh hoạt của người dân. Giờ mực nước đã hạ xuống mức thấp kỷ lục theo mùa trong 30 năm qua. Tốc độ dòng chảy chỉ bằng 1/3 mức trung bình. Tôi sinh ra và lớn lên trên dòng sông Po. Nó từng rất sống động, tập trung nhiều ngư dân. Chỉ trong 10 năm tới, chúng tôi có nguy cơ chỉ còn nhìn thấy những xà lộ cát. Tôi cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy con sông trong tình trạng như vậy. Trong lúc này, những người nông dân Italia đang cố gắng khắc phục tình trạng khô hạn bằng cách đầu tư những hệ thống tưới tiêu chính xác để tiết kiệm nước. Nhưng ngay cả khi những cải tiến tiết kiệm nước được áp dụng, người nông dân tại các khu vực này vẫn phải vật lộn nếu mưa không xuất hiện.